Titanic dù đã ra mắt hơn 25 năm, nhưng đến nay vẫn không có một bộ phim tình cảm lãng mạn nào có thể thay thế vị trí độc nhất vô nhị của trong lòng người hâm mộ điện ảnh. Tình yêu giữa Jack và Rose xứng đáng được gọi là một tình yêu bất diệt, không chỉ vì câu chuyện của họ gắn liền với vụ chìm tàu Titanic huyền thoại, mà còn bởi nó đã cho người xem thấy thế nào mới thực sự là cách để yêu một ai đó. Trong video này, hãy cùng hòa mình vào câu chuyện tình làm rung động lòng người trong Titanic để hiểu được vì sao tác phẩm điện ảnh này lại có vị trí đặc biệt đến vậy trong lòng những người hâm mộ nhé? Khác với những câu chuyện cổ tích lãng mạn về hoàng tử công chúa, Jack và Rose không hề có cái gọi là gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Hoàn cảnh của họ hoàn toàn trái ngược. Cách biệt địa vị xã hội giữa họ đã được khắc họa rất rõ ngay từ đầu bộ phim. Trên con tàu Titanic xa hoa tráng lệ, ở khoang hạng ba khác xa với khoang hạng nhất nơi mà Rose đang ở, nơi chỉ dành cho tầng lớp quý tộc. Rose thì có thể nhàn nhã lên tàu và được chào đón niềm nở, trong khi Jack chỉ có 10 đô la trong túi. Đến chiếc vé tàu cũng là do đánh bài thắng được mà có. Giữa không gian xa hoa, Rose được vị hôn phu tặng cho một trong những viên kim cương đắt nhất thế gian. Chẳng có gì khó hiểu khi Jack lần đầu thấy Rose đã được người bên cạnh nhắc nhở rằng cô không phải là người Jack có thể với tới. Sự thật chứng minh khoảng cách giai tầng đã đem đến cho cặp đôi những rào cản không hề nhỏ mặc dù được xem là ân nhân cứu mạng jose nhưng jack cũng chỉ được phép vào khoang hạng nhất đúng một lần để giữ bữa tối cùng giới thượng lưu còn sau đó dù anh có nài nỉ ra sao thì người ta cũng chẳng chịu cho anh nói với cô dù chỉ một lời và ngay cả khi jose đã lựa chọn ở bên jack anh cũng dễ dàng bị ca gã hôn phu hợm hĩnh của jose tùy tiện gán cho tội ăn cắp và suýt thì chết chìm khi bị giam ở tầng dưới cùng của con tàu đó là chưa kể Chính Rose ban đầu cũng không đủ can đảm để thoát ra khỏi những lề lối đã trói buộc mình cả đời. Thứ nhất là vì từ bé Rose đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của một tiểu thư quý tộc, nên chưa thể quen với việc buông lỏng bản thân. Thứ hai, Rose buộc phải lấy ca thì bà rút mẹ của cô mới có tiền trả những món nợ do chồng để lại và cũng giúp bà rút duy trì cuộc sống xa hoa của một quý phu nhân. Vì thế bà đã quyết liệt cấm cản con gái mình chạy theo tiếng gọi tình yêu. Tuy Rose luôn tỏ thái độ chống lại sự áp đặt của bà rút nhưng vừa thấy mắt mẹ ngấn lệ rose liền không nỡ để bà đau lòng vì thế mà dù trái tim cô đã sớm rung động trước jack cô vẫn trốn tránh không dám đối mặt với anh nhưng rồi bất kể là rào cản từ bên ngoài hay những ngần ngại trong nội tâm thì rốt cuộc vẫn phải nhường chỗ cho tiếng gọi của con tim rose sẵn sàng từ bỏ cuộc sống trong nhung lụa để đi theo jack chỉ là một chàng họa sĩ nghèo đó chính là một minh chứng cho chiến thắng của tình yêu trước hiện thực xã hội có lẽ một số người sẽ cho rằng đây là cuộc tình chóng vánh của một cặp đôi nổi loạn. Nhưng không, cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, tức là khoảng hơn 80 năm sau đó bà lão Rose lúc này đã 101 tuổi vẫn giữ mãi trong tim hình bóng chàng trai mới gặp gỡ chưa đến 3 ngày. Dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng trong suốt bộ phim Jack quả thực đã cứu cô rất nhiều lần. Đầu tiên anh giải phóng Rose khỏi thứ xiềng xích trói buộc nội tâm, thứ đang khiến cô chết dần chết mòn. Trước khi gặp Jack, Rose luôn cảm thấy bản thân chẳng khác gì một nô lệ, trong khi mẹ cô thì tức đoạt quyền tự do hôn nhân của cô vì sợ phải tự làm việc để nuôi sống chính mình. Vị hôn phu ca dù luôn miệng nói yêu Rose nhưng lại đối xử với cô chẳng khác gì một món trưng bày đắt tiền không có ý thức tự chủ. Gã luôn bắt Rose phải tôn trọng mình, dù chẳng bao giờ tôn trọng sở thích hay mong muốn của cô. Rose sống một cuộc đời không mong muốn, bó mình trong những váy áo kiểu cách, chật trội. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều phải ra dáng tiểu thư đại các. Ngày nay qua ngày khác, cô phải tham gia những buổi tụ tập của giới thượng lưu, phải nghe những câu chuyện phiếm vô nghĩa từ những kẻ lắm tiền nhưng thiền cận. Chả thế mà khi ấy Zeus đã cho rằng tương lai của mình không có một chút ánh sáng nào. Cô thấy như mình đang đứng bên bờ vực sâu không có ai kéo giữ cô lại, không một ai bận tâm hay thậm chí là để ý đến. Nhưng ngay khi Zeus có định buông xuôi chính mình thì Jack xuất hiện và đáp lại lời cầu cứu vô vọng của cô. Sự cứu rỗi mà anh mang đến tất nhiên không chỉ là ngăn Zeus nhảy xuống biển từ đuôi tàu, mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu mà không một người nào khác đã từng trao cho cô. Jack cho dâu thấy về một cuộc sống hoàn toàn khác dù không một xu dính túi, nhưng đây là cuộc sống tự do hơn bất kỳ ai. Dù là nay đây mai đó nhưng kỳ thực là sống hết mình và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Vì sao khi nói về lối sống mình chọn, một kẻ thuộc của tầng lớp bình dân lại có thể tự tin đến vậy giữa những quý tộc và tài phiệt? Đơn giản là bởi những con người này giàu có nhưng chưa chắc đã hạnh phúc như Jack một mặt sự tự tin mãnh liệt của Jack cho Rose niềm tin rằng anh có thể thì cô cũng có thể. Mặt khác vì từng được Jack đưa đến buổi tiệc của những người dưới khoang hạng ba, được nếm trải cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khi chìm trong cuộc vui mà không cần đến lễ nghi, nên dù có lúc chùn bước trước áp lực từ người mẹ, Rose quyết không thể chịu đựng cuộc sống trong chiếc lồng son thêm nữa. Lựa chọn đến với Jack không chỉ là đến với người cô yêu mà còn đến với chân trời tự do, nơi cô có thể xải cánh bay lượn. Rose phá bỏ chiếc lồng giam hãm mình bằng những bức họa khỏa thân mà cô nhờ giác vẽ. Nó là minh chứng cho việc không một quy củ nào của xã hội thượng lưu có thể ngăn cản được cô sống theo cách mình muốn. Rất may là Rose đã chạy thoát khỏi xiềng xích từ cuộc hôn nhân sắp đặt ấy. Cuộc hôn nhân của cô kỳ thực chẳng khác gì con tàu Titanic bề ngoài hoa lệ, nhưng bên trong lại có nhiều vấn đề. Chỉ một sự cố bất ngờ có thể khiến nó chìm nghỉm. Cũng giống như vị hôn phu của cô luôn tỏ ra mình là cao quý hơn người, nhưng khi mọi tài sản thừa kế của gã tan biến trước khủng hoảng kinh tế, gã chẳng còn dũng khí để sống tiếp. Nếu Rose là vợ gã, e rằng khó mà thoát khỏi vết xe đổ của mẹ mình. Không chỉ giải phóng Rose khỏi sự kìm kẹp và cuộc sống hôn nhân đầy ngột ngạt, Jack còn cứu cô khỏi chính bản thân mình. xuyên suốt bộ phim. Rose nhiều lần có ý định buông xuôi tất cả khi phải chịu đựng đau khổ quá lớn mà cô cho rằng không thể vượt qua. Có lẽ, nhiều năm dài bị đè nén không thể sống như mình muốn đã ít nhiều khiến ý chí phản kháng của cô bị thui chột. Chẳng hạn, trong giây phút cảm thấy tuyệt vọng với tương lai, cô chọn buông thân mình xuống biển. Hay như lúc bị mẹ cấm cản không cho đến với Jack, Rose cũng suýt buông tay anh, để mặc ngọn lửa yêu đương trong lòng mình lụi tàn. Đoán được Jack không thể lên thuyền cứu hộ, Rose liền từ bỏ cơ hội sống sót trong tay. Trong lúc Jack làm mọi cách để đảm bảo người yêu được sống, Rose vẫn có thời giờ bảo anh rằng, đây là nơi lần đầu tiên mình gặp nhau như thể đã chấp nhận rằng họ sẽ cùng nhau ra đi mãi mãi và cảm thấy hài lòng với kết thúc này. Và khi cái lạnh khủng khiếp khiến Rose cảm thấy mình không thể sống sót, mỗi lời cô nói với Jack nghe đều như lời từ biệt. Nhưng mỗi một lần định bỏ cuộc, Rose đều thay đổi vào phút chót bởi đúng như lời Jack đã hứa khi lần đầu họ gặp gỡ. Cô nhảy thì tôi sẽ nhảy. Chỉ cần thấy Rose muốn từ bỏ anh sẽ làm mọi cách để kéo cô lại, hứa không bao giờ buông tay. Rose đã được Jack giữ động lực sống cho đến khi anh chút hơi thở cuối cùng. Jack đã đặt cược hết thảy những gì mình có, kể cả chính sinh mệnh để bảo vệ cô. Thậm chí sau khi chết đi, người đời thậm chí còn không biết từng có một trách đâu sừng sững trên tàu Titanic. Mọi sự hy sinh, mọi điều lo lắng đều chỉ vì muốn người mình yêu có thể trân trọng cuộc sống của mình hơn. Điều kỳ diệu là những hy sinh của Jack không hề vô nghĩa. Rose khi biết Jack không còn nữa thì cô đã suýt để mặc thuyền cứu hộ rời đi để mãi DUOC ở bên anh. Nhưng nhớ về lời hứa của mình, cô lại vùng dậy và nỗ lực tìm trợ giúp. Không chỉ giữ lời hứa trong lúc này, mà suốt cả phần đời còn lại của mình Rose cũng không bỏ cuộc thêm một lần nào nữa. Cô đã kiên cường mà sống đến cái tuổi mà người ngoài cũng phải ngạc nhiên. Rose đã sống hết mình, sống một cuộc đời muôn màu đầy ý nghĩa. Cô lấy chồng, sinh con con đàn cháu đống. Thực hiện cả những lời hứa trước đó giữa họ về việc ghé thăm bến cảng Santa Monica, nơi rắc từng vẽ tranh kiếm sống. Hay học cách cưỡi ngựa dạng chân hai bên như một người đàn ông cũng được cô làm, không bỏ sót điều gì. Và dù sau khi vứt bỏ thân phận cũ, Rose chắc chắn đã từng chật vật về chuyện tiền nong. Nhưng cô vẫn kiên quyết không bán viên kim cương trái tim của đại dương mà ca đã trao tặng để có thể tự lực tự cường mà không sờ vào một xu nào của gã. Lý do duy nhất để Rose giữ viên kim cương ấy bên mình chính là để vào cuối đời cô có thể tự tay thả nó xuống nơi Jack an nghỉ. Vì những lời nhắn nhủ của anh, cô đã không làm anh thất vọng. Giờ khác cuối cùng, Rose đã làm đúng như những gì mà Jack mong muốn. Đó là chỉ nhắm mắt xuôi tay khi đã là một cụ già nằm ấm áp trên giường. Mối tình của Jack và Rose là bất diệt, vì nó đã vượt qua cách biệt xã hội, thảm kịch kinh hoàng, thậm chí là cả cái chết. Dù giác của ngày ấy đã ở lại dưới đáy đại dương, nhưng anh mãi mãi sống trong lòng người con gái anh yêu và ảnh hưởng tới mọi quyết định dù lớn, dù nhỏ trong cuộc đời của cô. Tình yêu ấy không chỉ mang đến sự tái sinh cho một dưa đầy tuyệt vọng, mà còn đem lại bài học lớn lao cho những khán giả của bộ phim. Bộ phim nhắc chúng ta đừng phí hoài sinh mệnh để theo đuổi những thứ chẳng thể đem lại cho ta niềm vui thú trong đời.